Thành ra có một lần thì chúng tôi học về cái lớp là đó là Political Science 101, tức là những cái lớp rất là căn bản về cái vấn đề khoa học chính trị của Mỹ. Yeah. Thì sau cái bài exam, tức là cái bài kiểm tra đầu tiên, thì cái vị giáo sư của cái lớp chính trị này có mời chúng tôi vô phòng. Lúc đó chúng tôi cũng không biết là mình làm cái gì. Yeah. Thì hóa ra là cái vị thầy này đã cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có khả năng để mà học về cái môn này. Thành ra chúng tôi đã nghe theo ông và chúng tôi không có học cái ngành Computer Science nữa mà chuyển vào học cái ngành Political Science. Yeah. Thì khi mà chúng tôi học về cái ngành khoa học chính trị thì cái thời điểm đó chúng tôi chỉ có cái hoài bão ước mơ là sau này mình cố gắng mình học lên lấy bằng tiến sĩ để có thể mình trở thành một giáo sư dạy về cái ngành chính trị. Tức là cái thời điểm mà chúng tôi đi học đại học chúng tôi chỉ có khoái có hoài bão tới đó thôi. Yeah. Mình không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ tham gia chính trị rồi mình sẽ ra tranh cử, lúc đó mình chưa nghĩ tới. Tuy nhiên sau khi mà học xong cử nhân, trước khi mà tiếp tục học cao học đó, thì chúng tôi lại có cái cơ duyên để sinh hoạt với lại Tổng hội sinh viên miền Nam California, thì tham dự như là biên tập viên tạp chí Non Sông rồi sinh hoạt, rồi từ đó mới tham gia sinh hoạt cộng đồng, rồi sau đó làm chủ tịch cộng đồng, và sau đó thì rất nhiều các vị nhân sĩ trong cộng đồng mới khuyến khích chúng tôi nên tranh cử vào hội đồng thành phố Westminster vào năm 2006. Yeah. Và chúng tôi cũng đã thử để mà theo nguyện vọng và đã may mắn để mà được đắc cử. Thì 14 năm qua là một cái người đại diện cho cư dân thì phải nói chúng tôi vô cùng biết ơn cái sự ủng hộ của cư dân thành phố. Và theo tâm niệm của chúng tôi, phục vụ phải cần có cái sự chân thành. Dù cho chúng ta có nói, có làm như thế nào đi nữa, cư dân cũng biết được chúng ta có chân thành hay không. Đúng và rồi, chúng ta có chân thành thì chúng ta mới có thể lắng nghe cư dân được. Dạ vâng, cảm ơn thị trưởng rất nhiều. Một cái câu nói cuối cùng mà thị trưởng nói là cái điều mà Linh Nga thấy rất là tâm đắc, đó là sự chân thành. Với bản thân Linh Nga, thưa quý vị, Linh Nga thì không trong cái sự nghiệp chính trị như là thị trưởng, mà Linh Nga là người trên thực tế thì Linh Nga là bên phía nghệ thuật nhiều hơn. Nhưng trong nghệ thuật cũng vậy, thưa quý vị, và trong cái đời sống nói chung, và ngay kể cả trong những mối quan hệ nữa, chúng ta cần nhất, thưa quý vị, không phải là tài năng, mà vấn đề là sự chân thành. Và nếu chúng ta có được điều đó, thì cho dù có bão tố tới đâu, có điều gì xảy ra đi nữa, với cái sự chân thành thì chúng ta sẽ đều vượt qua được tất cả những khó khăn và trở ngại đó. Và ngày hôm nay thì cái chiến thắng của thị trưởng Tạ Đức Chí và hai đồng viện của ông cũng là một trong những câu trả lời cho cái câu trả lời cuối cùng của ông trước khi chúng ta bước vào giờ nghỉ giải lao. Xin cảm ơn thị trưởng rất nhiều. Và sau đây mời quý vị nghỉ giải lao ít phút, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với quý vị trong một số các câu hỏi khác mà Linh Nga cũng như là quý vị trăn trở. Và đặc biệt thì chúng ta có một điều cần phải nhắc tới, COVID-19 và quan điểm của thị trưởng Tạ Đức Chí về vấn đề này. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị vừa theo dõi giờ nghỉ giải lao của chương trình phỏng vấn thị trưởng thành phố Westminster, ông Tạ Đức Chí với Linh Nga của đài truyền hình AVA TV trên băng tần 57.7. Và sau đây thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị trở lại với chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay, phỏng vấn với thị trưởng Tạ Đức Chí. Xin cảm ơn thị trưởng với những cái sự chia sẻ trong cái phần đầu của chương trình ngày hôm nay, và nhất là câu nói cuối cùng của thị trưởng thì Linh Nga rất tâm đắc. Thì thưa thị trưởng, là giờ đây thì chúng ta cũng có một vấn đề mà tất cả chúng ta đều rất lưu tâm, trăn trở, và với nước Mỹ thì đang là một sự vật lộn. Đó là vấn đề về coronavirus, hay chúng ta vẫn gọi là COVID-19, thưa quý vị. Thì thưa thị trưởng, là trong cái tình cảnh hiện nay rất là nhiều những cái trở ngại như vậy về vấn đề dịch bệnh, thì thị trưởng có thông tin gì muốn chia sẻ với Linh Nga và quý vị không? Dạ, rất là cảm ơn Linh Nga hỏi về cái vấn đề cái đại dịch corona. Thì chúng ta thấy được chưa bao giờ mà thế giới phải có quá nhiều thử thách như cái thời điểm hiện nay. Yeah. Thì hiện nay thì nếu mà chúng ta xem những con số thế giới đó, thì phải nói là cũng càng ngày con số lây nhiễm phải nói là có chiều hướng càng tăng. Nếu mà nói về trên thế giới hiện nay, cái số lây nhiễm hình như là đã hơn 1.500.000 yeah. bị lây nhiễm. Và riêng vào Hoa Kỳ hình như là đã hơn 400.000, nếu chúng tôi không có nhớ chính xác. Vâng. Và cái hôm nay đó,
những con số mà đưa ra, cái số người mà đã tử vong vì cái dịch đó corona này đã hơn 16.000. Và chúng ta thấy hàng ngày thì tổng thống, phó tổng thống hay là các bác sĩ, các chuyên viên y tế hàng đầu của Tòa Bạch Ốc đều có những cái cuộc họp báo để mà đưa ra những cái con số cũng như là đưa ra những cái lời khuyên cho cư dân cũng như là người dân Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy được rất nhiều những cái tiểu bang á, có cái tỷ lệ lây nhiễm nó cũng tương đối nó khác nhau. Không hẳn những cái tiểu bang mà đông cư dân thì cái tỷ lệ đó lây nhiễm nó nhiều hơn những tiểu bang mà ít cư dân. Như chúng ta thấy được hai tiểu bang mà chúng ta so sánh có thể dễ nhất là tiểu bang New York và tiểu bang California. Thì chúng ta thấy được dân số tiểu bang New York chỉ bằng phân nửa dân số tiểu bang California mà thôi. Tuy nhiên cái số người lây nhiễm tại tiểu bang New York gần như là gấp 8 lần, gấp 9 lần tiểu bang California. Cái số mà nhiễm ở New York là bằng phân nửa tổng cái số người nhiễm trên toàn cõi Hoa Kỳ. Dạ, thì chúng ta thấy một cái điều này, một điều vô cùng quan tâm. Rồi cái số người thiệt mạng tại New York là phải nói là một con số vô cùng, là một con số vô cùng đáng quan tâm. Thì điều này thì chúng ta thấy được tiểu bang California là thống đốc Newsom đã đưa ra cái sắc lệnh, hay cái chúng ta gọi cái huấn thị cũng được, khá là sớm, tức là khuyên mọi người nên ở nhà, không có đi ra đường. Mà cái việc nên ở nhà là cái việc làm vô cùng cần thiết. Hồi nãy chúng tôi có chia sẻ với Lê Linh Nga đó, trong những tiểu bang đó là tại sao tiểu bang New York có trong cái thời gian vừa qua đã bị lây nhiễm khá nhiều so với tiểu bang California. Chúng ta thấy tiểu bang New York á, là cái đời sống khá là bận rộn, và vì cái đời sống quá bận rộn, cái mực và đó cái nhịp sống á, nhanh quá đi, đô thị. Thành ra cái phương theo cái mô hình đô thị, tức là theo một cái tiểu bang là theo cái hình thức là sống trong đô thị đó quá nhiều, những cái building cao lớn hay là building hay là những cái nhà trọc trời rồi, do đó những cái phương tiện mà như là di chuyển công cộng phải quá thuận lợi. Thì chúng ta thấy tưởng tượng như là thành phố New York sống gần như là nó hơi có bích bùng. Thí dụ như cái phương tiện công cộng như là đi xe bus hay đi xe tàu điện hay là metro, nó tương đối là thuận lợi tại vì cái đường xá kẹt xe. Thành ra khi mà nói vô chi tiết là cái con vi khuẩn Vũ Hán này á, nó dễ bám vô những cái thanh sắt mà chúng ta, nếu mà chúng ta đã đi tàu điện, đã từng đi tàu điện, đi xe bus á, thì những cái thanh sắt là cái nơi mà con một vi khuẩn Vũ Hán dễ bám vô nhất. Và cái tuổi và cái thời gian như là lâu nhất là trên sắt phải không? Linh Nga nói rất đúng, tức là cái con vi khuẩn Vũ Hán nó sống trên những thanh sắt á, nó cũng lâu hơn là thí dụ sống trên mặt bàn hay sống trên quần áo. Mà chúng ta thấy thí dụ một người đã ho hay là đã bị vi khuẩn Vũ Hán mà người đó phải cầm cái thanh sắt, tại đó bắt buộc phải cầm. Tại khi đi vô xe điện bắt buộc phải cầm, tại vì lúc mà xe điện di chuyển mình phải cầm cái thanh sắt đó, rồi tới người khác cầm vô. Hay là thí dụ một người nào đó đang bị bệnh, đang có nhiễm bệnh rồi ho, rồi những người ngồi dưới Nó vô trong cái không khí rồi cái người đó có thể bị nhiễm bệnh. Thành ra tại sao mà tiểu bang New York á, chúng ta thấy cái số người lây nhiễm càng ngày càng tăng. Riêng tiểu bang California đó thì chúng ta thấy tương đối tiểu bang California cũng có phương tiện và công cộng. Tuy nhiên chúng ta thấy nếu mà so sánh hai quận đi, quận Los Angeles, cái phương tiện công cộng người ta đi metro nhiều hơn, người ta đi xe bus nhiều hơn, là tại sao? Tại vì cũng là theo cái vấn đề quận hạt đô thị, tức là đường xá đô thị quá nhiều, những cái nhà cao, những cái tòa building chọc trời, thành ra người ta phải dùng những cái phương tiện công cộng. Chúng tôi đã để ý tại sao mà thành phố New York bị, tại sao thành phố Los Angeles bị, mà chúng ta so sánh với quận cam thì tương đối thoáng hơn. Chúng ta thấy khi mà thoáng hơn thì cái mật độ chạy xe quận cam thì nó cũng thoáng hơn, và khi thoáng hơn thì cái vấn đề lây nhiễm nó tương đối là nó chậm lại. Thành nên từ đó chúng ta thấy mặc dù hai tiểu bang, tiểu bang California phải nói là một tiểu bang có cái mật độ dân cư đông nhất trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên nếu mà nói xếp hạng về vấn đề lây nhiễm thì chỉ đứng thứ tư thôi. Nếu mà tôi nhớ không lầm là đứng thứ tư, tức là sau tiểu bang New Jersey luôn. Thành ra chúng ta thấy đó, tiểu bang California chúng ta phải cảm ơn thống đốc đã đưa ra những cái lệnh rất là sớm, khuyên mọi người nên ở
nhà. Và từ ngày 15 tháng 3 vừa qua đó, thì hầu như là tất cả các chính quyền địa phương họ cũng đưa ra cái quyết định là không có đi ra khỏi nhà. Ta khuyến khích cư dân nên ở nhà, không đi ra khỏi nhà. Còn nếu đi ra nhà khỏi nhà đó thì chỉ đi vào những cái trường hợp cần thiết, bác sĩ, đi mua đồ ăn, đi mua nước uống, hay là làm một cái gì đó mà rất cần thiết theo cái nhu cầu. Thành ra chúng tôi xin thưa, nếu mà quý vị vẫn ở nhà được, xin quý vị cứ tiếp tục ở nhà. Còn nếu mà có chuyện gì phải cần ra khỏi nhà đó thì xin quý vị, hãy thứ nhất là phải đeo khẩu trang. Chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi xin chia sẻ quý vị nên mang khẩu trang. Chúng ta phải có cái thói quen, chúng ta ra khỏi nhà, hãy bước chân ra khỏi nhà là chúng ta phải mang khẩu trang vô. Và khi mà chúng ta đi mà chúng ta đụng vào bất cứ một cái vật gì hay là cửa gì không phải nhà của chúng ta đó, thì khi chúng ta về tới nhà chúng ta cố gắng chúng ta rửa tay. Thì cái đó thì chúng ta sẽ có phần nào được, chúng ta sẽ chặn được hết những cái việc lây nhiễm. Xin cảm ơn sự chia sẻ của thị trường cũng như là những cái lời khuyến cáo mà thị trường đã dành cho cư dân. Thì Linh Nga cũng thấy những cái lời chia sẻ của thị trường là nó rất là quan trọng. Và xin quý vị cũng hãy nhớ lời mà thị trường Tạ Đức Chí vừa chia sẻ là nếu như quý vị cũng bước chân ra public, ra khỏi cửa nhà mình thì ngay lập tức là nên mang khẩu trang. Có thể nó không đẹp và không thuận tiện như ngày trước nữa, nhưng đó là một cái cách rất là hữu hiệu hiện nay để giúp chúng ta có thể là phòng ngừa và chống lại được COVID-19, là một cái dịch bệnh mà trở thành đại dịch toàn cầu hiện nay, theo cái sự tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và cùng đó thì nếu mà quý vị đi ra đường, quý vị cũng hãy nhớ là nếu có thể được thì mang bao tay, hoặc là mang theo cái nước rửa tay mà sanitizer, hoặc là khi quý vị trở về nhà thì quý vị cũng nên rửa tay ngay lập tức với xà bông và nước ấm. Và cũng như lời khuyến cáo của các chuyên gia y tế, thưa quý vị, là khi chúng ta rửa tay phải đủ 21 giây đồng hồ. Đôi khi chúng ta không biết làm sao đủ 21 giây thì các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo một cái việc làm nho nhỏ rất là dễ thương, là quý vị hãy hát nhâm nhẩm cái bài Happy Birthday và hát 2 lần thì quý vị sẽ vừa đủ 21 giây đồng hồ và tay của chúng ta đã sạch, thưa quý vị. Thì Linh Nga cũng chia sẻ như vậy. Và cảm ơn thị trường. Thì trong cái tình cảnh hiện nay như vậy thì ông có thể chia sẻ cái quan điểm của ông về cái sự ảnh hưởng của COVID-19 trong cái đời sống xã hội trên nước Mỹ của chúng ta không? Rất là cảm ơn Linh Nga đã hỏi cái hỏi khá thực tế. Thì chúng ta thấy được cái vấn đề mà cái dịch corona này nó ảnh hưởng kinh tế, phải nói kinh tế toàn cầu. Và riêng với Hoa Kỳ đó thì chúng ta thấy được chính vì ảnh hưởng kinh tế mà Tổng thống mới đưa ra quyết định để mà phải đưa ra một cái gói kích thích kinh tế lên tới 2.000 tỷ Mỹ Kim. Và sau đó thì Quốc hội, Lưỡng viện cũng thông qua, mà có khả năng trong thời gian sắp tới sẽ phải có thêm một cái sự phải có một cái đề nghị về những cái gói kích thích thứ hai, rất là có khả năng đó. Và chúng ta thấy được mặc dù cái gói kích thích tới 2.000 tỷ nhưng mà chúng ta thấy được phải đưa xuống rồi ủng hộ từng, phải tài trợ, phải hỗ trợ từng cá nhân, từng gia đình, cho mỗi người dân, rồi các thương vụ lớn, các thương vụ nhỏ, các cấp chính quyền nữa. Các cấp chính quyền từ tiểu bang tới địa phương đều có được sự hỗ trợ của chính quyền liên bang. Cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là từ lúc mà cái nạn dịch này càng ngày càng bùng phát, thì nếu mà Linh Nga để ý kỹ, cái chỉ số chứng khoán của các loại chứng khoán phải nói là rớt điểm rất là nhiều. Mà chúng ta thấy được, chúng ta để ý vào bất cứ một cái nền kinh tế quốc gia nào, chúng ta phải để ý tới cái sự điểm, cái lên xuống điểm của các loại chứng khoán. Tại vì các loại chứng khoán là một cái cơ hội để mà các nhà đầu tư, các nhà tài phiệt, người ta bỏ tiền vô để người ta đầu tư. Thì khi mà đầu tư đó tạo nên cái sự kích thích kinh tế, tạo nên cho giới tiêu thụ phải xài tiền, và cái cung cái cầu phải được diễn ra rất là bình thường. Đó là cái vấn đề, cái bài toán kinh tế. Thì riêng với Hoa Kỳ đó, thì trong thời gian vừa qua, phải nói là gần một tháng vừa qua, các thương vụ lớn nhỏ tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng rất là nặng. Thành ra chính vì vậy mà chính phủ liên bang đã đưa ra những cái gói kích thích kinh tế. Tức là đối với các vị mà là giới tiểu thương, thì xin quý vị hãy theo dõi những cái tin tức về những cái cơ quan SBA, tức là Small Business, tức là cái giới tiểu thương, những cơ quan lo về giới tiểu thương, hình như người ta có đưa ra cái chương trình, người ta sẽ cho quý vị đó là mượn một cái số tiền để quý vị có thể apply. Và nhiều khi nếu mà những cái số tiền này hình như là không cần phải trả lại, tại vì trong cái đại dịch corona này. Và xin quý vị, có thể quý vị phải hỏi những cái người làm thuế
Những người làm thuế là những cái người, người ta sẽ rành những cái chi tiết, những thông tin. Khi vào, nếu mà quý vị mà đã là giới tiểu thương, quý vị có thể liên lạc với lại các ngân hàng mà quý vị, thì chắc chắn là các ngân hàng quý vị sẽ có những cái người nhân viên để giúp cho quý vị điền đơn. Xin quý vị hãy liên lạc với tất cả các ngân hàng mà quý vị đang là thân chủ của các ngân hàng đó. Hai là hỏi những cái người làm thuế cho mình, thì người ta sẽ có những cái hướng dẫn khá là rõ ràng. Về cái cấp chính quyền á, thì chúng ta thấy được cấp chính quyền địa phương, đặc biệt như là Westminster, thì hiểu được cái sự khó khăn. Thành ra một cái điển hình nhất á, là thí dụ như mỗi tuần thành phố Washington đã từ mấy tuần nay là sẽ không có phạt trong những cái ngày mà những cái ngày quét đường. Mà nếu mà quý vị mà không có dời xe thì cũng sẽ không có phạt. Hay là thí dụ như là quý vị đóng một cái fee nào đó mà quý vị đóng trễ thời hạn thì cũng sẽ không có phạt. Đó là những cái mà thành phố Washington đã cố gắng hỗ trợ để mà tạo cái cơ hội thuận tiện cho tất cả quý vị. Thì mọi thắc mắc về những cái dịch vụ của thành phố như là City Hall, quý vị có thể gọi 714-898-3311, sẽ có nhân viên trả lời cho quý vị, và sẽ có những quý vị để lại lời nhắn thì thế nào cũng sẽ có nhân viên nói được tiếng Việt trả lời. Tức là thành phố đã cố gắng để mà tạo hết cái sự thuận lợi để quý vị không có lo lắng. Thứ nhất là chúng tôi xin phép lặp lại, trong những ngày quét đường mà nếu quý vị không có dời xe thì cũng sẽ không có sao, thành phố cũng sẽ không có phạt. Nhưng mà chỉ trong cái trường hợp là những ngày quét đường thôi. Chứ cũng xin quý vị cũng theo những cái luật, thí dụ như lề đỏ, lề xanh, lề vàng rồi đó, xin quý vị cũng phải theo những cái luật đó. Thành phố đối với những cái ngày quét đường á, mà quý vị không dời xe thì cũng không sao, thành phố cũng sẽ không có phạt cái chuyện đó. Hai là nếu mà chúng ta có lỡ đóng một cái tiền nào đó mà trễ đó, thì thành phố cũng hiểu được đây là cái đại dịch, để mà có được cái sự thông cảm. Và về sở cảnh sát á, cho những cái số mà không khẩn cấp á, là 714-898-3315. Đó là những con số chúng tôi xin phép gọi là không có khẩn cấp. Những cái chuyện gì mà về dân sự không có khẩn cấp. Thành ra xin quý vị có thể theo dõi những cái thông tin của chính quyền liên bang, tiểu bang, cấp địa phương, để từ đó mà chúng ta có thể sống một cái đời sống an bình và hạnh phúc. Và chúng ta cùng nhau, chúng ta thực hiện những cái điều mà tổng thống đưa ra, tiểu bang đưa ra, chính quyền địa phương đưa ra, để chúng ta có thể tránh đi cái dịch bệnh corona này. Cảm ơn thị trưởng với cái sự chia sẻ rất là chi tiết và đầy đủ của ông về những cái tình hình hiện nay, cũng như là những cái sự mà trợ giúp của thành phố với cư dân trong những cái ngày này, thì ông cũng đã nói rất là kỹ lưỡng, cho nên Linh Nga thì cũng không muốn nhắc lại. Vậy thì thưa thị trưởng, là giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với dịch bệnh, nhưng ngày hôm nay cái bản tin mới thì Linh Nga cũng biết là ông thống đốc của New York, ông cũng đã nói một cái điều mà cũng rất là buồn. Ông nói rằng là ông không có tin tưởng, ông không có confident vào cái sự mà chống chọi với dịch COVID-19 hiện nay của liên bang. Và ông cũng có nói rằng là cái tình cảnh hiện nay New York khó khăn quá, với cái số tiền 5 tỷ mà New York được lãnh thì không bao giờ là đủ, bởi vì cái số thiệt hại tổn thất hiện nay của New York đã lên tới 15 tỷ rồi. Thì ông cũng complain về chuyện đó. Như vậy thì ở thành phố Westminster của chúng ta, và ông với tư cách là một thị trưởng, nếu như trong thời kỳ tới đây, trong future mà một vài tuần tới, một vài tháng tới, mà chúng ta vẫn chưa tìm được những cái phương cách để mà có thể là giảm bớt cái dịch bệnh này, thì cái kế hoạch trong tương lai đó của ông cho thành phố và cư dân là như thế nào? Rất là thông cảm và rất là cảm ơn cái câu hỏi của Linh Nga. Riêng về tiểu bang New York thì chúng ta thấy được, chúng tôi thiết nghĩ rằng tiểu bang New York phải nên có biện pháp tương đối là có thể khắt khe hơn. Tức là nếu mà cái vấn đề mà khuyên mọi người ở nhà mà có thể mà không, mọi người mà không có theo những cái sự khuyến khích đó, thì có thể tiểu bang New York phải nên có những cái đưa ra những cái chính sách là bây giờ mọi người không được đi ra đường. Thì chúng ta thấy được bây giờ cái dịch bệnh này chưa có tìm được vaccine, mà Linh Nga và quý vị cũng biết được, khi mà tìm ra được vaccine, phát minh ra được vaccine đi nữa đi, mà điều chế vaccine để có thể đưa ra ngoài công cộng, nó cũng phải mất ít nhất là gần cả năm. Chúng tôi nói gần cả năm là cái thời gian khá nhanh, nhiều khi nó phải mất tới 18 tháng. Bây giờ là các giới khoa học của Hoa Kỳ đang thí nghiệm, mà chúng ta biết hiểu rõ một cái đó, nhiều khi một cái chuyện nó thực tế, một cái chuyện nó rất là buồn, nhưng mà khi chưa có vaccine á, thì chúng tôi không biết cái cách nào
mà để ngăn chặn một cách phải nói là hoàn mỹ cái dịch bệnh này. Linh Nga phải đồng ý với chúng tôi. Dạ vâng, đúng. Tại vì chỉ có vaccine mới có thể, một cái loại thuốc chủng ngừa mới có thể ngăn chặn được. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu được hàng năm á, tới khoảng chừng tháng 7, tháng 8 á, là người dân Mỹ là phải đi chích ngừa cúm. Dạ. Tại vì cái corona là một cái loại cúm, nhưng mà nó là một cái loại cúm mà tới giờ này chúng ta chưa có vaccine, phải nói thẳng như vậy. Dạ. Thí dụ như là những cái triệu chứng về cúm cũng có nóng, rồi cũng có sổ mũi, cũng có ho, cũng có đau nhức. Dạ. Tuy nhiên cái loại corona nó khác những cái loại cúm bình thường là như thế nào? Tức là vấn đề đi tới khó thở. Dạ. Đường hô hấp. Nó cũng mới quá. Nó mới quá, thành dạ, ra chưa có vaccine. Quá. Thành ra chỉ có cách là ngăn chặn cái sự lây nhiễm là thứ nhất là ra đường phải bắt buộc phải mang khẩu trang. Là tức là phải làm cái luật để bắt buộc luôn phải mang khẩu trang. Dạ. Cái thứ hai nữa là phải có thể là phải khắt khe hơn một chút là mọi người phải nên ở trong nhà của mình. Thành ra như vậy có thể mới ngăn chặn được. Hôm nay Tổng thống họp báo đó, các giới chức Hoa Kỳ họp báo cũng như các bác sĩ họp báo thì cũng đưa ra cái lời nói rất là thật. Không đủ cái bộ phận thử cho tất cả toàn dân. Thành ra chúng ta thấy bây giờ những cái người mà muốn thử xem cái corona không phải có những triệu chứng giống như là cái dịch corona thì các bác sĩ mới chịu thử. Chứ thí dụ mình hơi nóng sốt một chút mà mình đòi đi thử mà không có những cái triệu chứng khác, không đủ để mà thử. Đó là cái lý do mà chỉ có thử mới biết được ai bị hay ai không bị thôi. Thành ra riêng ở thành phố và riêng ở quận Cam thì chúng tôi phải cảm ơn các giám sát viên. Nếu mà chúng ta, các giám sát viên cũng thường họp báo thường xuyên, đặc biệt là giám sát viên như là Michelle Steele, bà hiện nay là chủ tịch của hội đồng giám sát, giám sát viên Andrew Độ, ông là phó chủ tịch của hội đồng giám sát. Thì chúng ta thấy hai giám sát viên này đại diện cho các giám sát viên ở quận Cam họp báo thường xuyên để đưa những cái thông tin mới nhất về cái dịch COVID-19 này đến với cư dân quận Cam. Và chúng ta thấy được cái cơ quan sức khỏe quận Cam họ cũng làm việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan của thành phố. Hơn 3 tuần về trước đó, thì thành phố Washington đã tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp giống như là 30 mấy thành phố còn lại. Thế nào là tình trạng khẩn cấp? Tình trạng khẩn cấp để cho thành phố có quyền để mà xài những cái chi phí khẩn cấp, để mà sau đó mà khi mà cái số tiền tài trợ của liên bang rót xuống cho từng thành phố đó, thành phố sẽ đưa ra những cái chi phí đó để mà cấp liên bang sẽ hoàn trả ra cho thành phố. Đó là cái sự khác biệt giữa một cái tình trạng bình thường với tình trạng khẩn cấp. Thì chúng ta thấy được tới giờ phút này đó, hình như là hôm nay là quận Cam đã có hơn 1.000 trường hợp bị lây nhiễm. Vâng. Mặc dù hơn 1.000 trường hợp nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh với những quận hạt khác đó, thì là giới chức quận Cam cũng đã làm hết sức mình. Chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho cấp chính quyền là xin chúng ta hãy tiếp tục chúng ta ở nhà. Nếu mà không cần đi ra đường, chúng ta không nên đi ra đường, và chúng ta ra đường xin chúng ta bắt buộc phải mang khẩu trang. Dạ vâng. Linh Nga xin cảm ơn sự chia sẻ của thị trưởng Tạ Đức Chí. Và thưa quý vị, vì cái thời lượng của chương trình của chúng tôi nó cũng có hạn, cho nên sau đây thì chúng tôi cũng xin phép là tạm dừng ở đây. Mặc dù thì Linh Nga có rất là nhiều câu hỏi nữa, và quý vị cũng vậy, muốn đặt câu hỏi với thị trưởng để thị trưởng có thể giải thích cho chúng ta. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải hẹn quý vị trong một cái cuộc trò chuyện lần tới với thị trưởng khi chúng ta có cơ hội. Một lần nữa thì thưa thị trưởng Tạ Đức Chí, ngày hôm nay Linh Nga cũng đại diện cho tất cả anh chị em nhân viên của AVA TV và cư dân của thành phố Westminster xin chúc mừng thị trưởng và hai đồng viên của ông đã giành chiến thắng trong cái cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Và mong rằng là với những cái nỗ lực và cái điều mà thị trưởng có nói trước đây là cái sự chân thành của ông và của những cái người mà đã kế bên ông để luôn luôn ngày đêm làm việc và săn sóc cho tất cả những cư dân của thành phố Westminster. Chúng ta mong rằng thị trưởng sẽ cùng với những cái người mà giới trách đứng đầu của Westminster sẽ đưa chúng ta, toàn thể cư dân của Westminster vượt qua cái đại dịch COVID-19 này thành công. Và cũng như là ông cũng sẽ giúp chúng ta có một cái đời sống mà an toàn và có đầy đủ những cái điều mà mỗi người dân chúng ta đều mong ước. Một lần nữa cảm ơn thị trưởng đã hiện diện trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Ai cũng muốn có một vóc dáng lý tưởng.